Tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề đo lường trong đời sống người dân đồng bằng sông Cửu Long. Đợt trưng bày chuyên đề này giới thiệu đến khách tham quan hơn 200 hình ảnh tư liệu hiện vật qua bộ sưu tập. Cân đồng đo đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như đồng, sắt, gỗ, dân dân từ cuối thế kỷ 19 cho đến nay, giúp công chúng có cơ hội tiếp cận nghiên cứu hệ thống đo lường, tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của người dân ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời góp phần tuyên truyền các thế hệ trẻ, gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc. Trưng bày chuyên đề đo lường trong đời sống người dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ phục vụ khách tham quan tại bảo tàng từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 1 tháng 8 năm 2024.